Xin chào các bạn. Chủ đề chúng ta hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trong một live stream với một chủ đề là rất là thú vị. Đọc vị người khác, đọc vị khách hàng để giao tiếp và bán hàng thành công. Càng gần đây thì tôi nhận được những lời khuyến khích và đề xuất của những bạn và những fan trong Facebook của mình rằng anh hãy live stream những chủ đề mà thiết thực với mọi người, như là giao tiếp này, tự tin này, làm sao để bán hàng này, làm sao để tự chung lại để nâng cao cái năng lực bản thân để cải thiện công việc, cải thiện cuộc sống mình tốt hơn. Và tôi coi rằng đây là những đề xuất rất là thú vị và rất giá trị với cá nhân tôi, và tôi có những gì hiểu biết với tư cách là một nhà huấn luyện NLP thì tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn. Và bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra ở đây, bởi vì máy tôi đặt ở xa, và sẽ kiểm tra để chúng ta sẽ tương tác với nhau tốt hơn. Đây rồi, tôi đã nhìn thấy, đây rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời. Ở đây thì tôi đã nghe được tiếng âm thanh rất là tốt. Rồi, xin được chào mừng các bạn đã tham gia vào live stream trong buổi tối hôm nay. Và tôi mong muốn các bạn là hãy chia sẻ những live stream này lên tường của các bạn, tức là lên trên Facebook, trang Facebook của mình, để những chủ đề thú vị và thiết thực như thế này thì các bạn của bạn cũng được biết, và chúng ta sẽ cùng nhân rộng, lan tỏa những giá trị để nâng cao năng lực của bản thân mỗi người, nhằm chúng ta cải thiện công việc và cuộc sống ngày càng tốt hơn. Rồi, ở đây tôi đã nhìn thấy là bạn Nguyễn Vũ, bạn Bích Đào, Nguyễn Hằng, rồi bạn Diệp, rồi bạn Mini Thu, rồi Khánh Dư. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn hãy chia sẻ phần live stream này lên tường của các bạn, bởi vì đây là phần mà bất cứ ai, không chỉ là những người bán hàng, mà những người chủ gia đình, những người đang đi làm trong bất kỳ môi trường nào cũng rất cần. Cần cái gì ạ? Cần thấu hiểu được người khác, người mà chúng ta giao tiếp ấy. Và có thấu hiểu được người khác thì cái cuộc giao tiếp hay là cuộc bán hàng, cuộc đàm phán, hay là đơn giản như là cuộc kết nối, nó cũng sẽ gia tăng cái hiệu quả hơn. Rồi, xin chào bạn Kim Hiền, bạn Ngọc Hiệp, bạn Vũ Anh và Lê Ninh. Xin chào các bạn. Chia sẻ với các bạn là tôi cũng đang hoàn thành một cuốn sách. Nói như thế này thì có lẽ là sẽ trôi mất, và các bạn có thể sẽ không lĩnh hội được nhiều, và sau đó thì có thể truyền tải ra cuộc sống, trở thành cái kinh nghiệm, trở thành những năng lực của mình. Vậy tôi đang hoàn thành cái cuốn sách là đọc vị người khác và những ứng dụng trong đọc vị. Tôi sẽ viết rất sát rằng ứng dụng trong đọc vị đó, trong chúng ta ngồi cà phê, trong chúng ta ngồi ở những sân bay, rồi ga tàu, rồi trong những cuộc meeting, thế rồi ngồi trong phòng làm việc của cơ quan, những đơn vị mình. Đấy là những chủ đề mà tôi sẽ gắn rất là sát vào, cố gắng là quan sát trong cuộc sống để ứng dụng vào, để bất kỳ trường hợp rằng ai trong chúng ta công tác trong bất kỳ lĩnh vực, môi trường nào cũng nhìn thấy mình ở trong đó và cũng có thể ứng dụng được. Bởi vậy thì tôi rất mong các bạn là bạn nào thực sự muốn nhận những bộ sách giá trị như thế này để ứng dụng vào công việc thì các bạn hãy để lại email để chúng tôi có thể gửi đến những tập tài liệu giá trị và thiết thực này đến các bạn. Xin chào các bạn. Chào bạn Đỗ Thanh Hiền, chào bạn Quế Chi. Vâng. Những live stream này càng ngày gần đây thì lượt người xem càng lớn lên, đó là điều đáng mừng cho tất cả chúng ta.
Và như các bạn biết thì NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy, là môn khoa học nó rất đặc biệt, bởi vì giúp chúng ta đột phá nhanh chóng về cái kỹ năng và năng lực bản thân. Vì thế, với cái dự án là nhằm giúp chia sẻ, lan tỏa NLP đến 1 triệu người Việt Nam, chúng ta biết đến NLP và ứng dụng NLP hiệu quả vào cuộc sống, thì tôi mong muốn các bạn cũng chia sẻ những phần livestream này lên Facebook của các bạn. Rồi sau đó các bạn cũng sẽ biết là những người bạn nào của bạn đang làm trong những nghề như là giao tiếp, thương thuyết, bán hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, rồi đang làm những người như là quản trị, quản lý nhân sự chẳng hạn. Thì tất cả những người này chúng ta đều cần những module kỹ thuật, những nội dung như thế này để ứng dụng vào cải thiện công việc được hiệu quả hơn. Đây tôi đã nhìn thấy rồi, bạn Bùi Quang Thái đã đưa lên email đầu tiên đây ạ. Vâng. Và các bạn ạ, hãy chia sẻ thật nhiều. Đặc biệt ở trên Facebook của tôi thì hiện lên những bạn nào đã chia sẻ, đặc biệt những bạn nào đã chia sẻ lên tường mình, tường Facebook của mình, và chia sẻ lên những Facebook của những người bạn nữa, thì tôi đang có một ý định là sẽ lập một group, bởi vì đây thực sự là những người tôi ghi nhận sự đánh giá rất cao, cái sự chia sẻ vì cộng đồng, và thực sự là những người mê NLP, và thực sự là những người thật sự là cho đi. Bởi vì những cái hành động mà chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta biết được những điều gì giá trị nhằm giúp nhau tốt hơn trong cuộc sống này, thì chúng ta hãy cùng lan tỏa giá trị. Đấy. Các bạn hãy một lần nữa, trước khi bước vào buổi chia sẻ những nội dung đọc vị để giao tiếp và bán hàng hiệu quả, một lần nữa tôi mong muốn các bạn là hãy chia sẻ chủ đề giá trị này lên tường của Facebook của mình, và tag với về những người bạn của mình. Hãy nhớ là tag vào những người bạn của mình. Xin chào tất cả các bạn, và chúc các bạn một buổi tối và một buổi tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những điều thú vị. Xin chào bạn Vera Lê Hằng. Mong muốn bạn hãy chia sẻ nội dung này lên tường của mình, bởi vì những nội dung này là những nội dung mà hết sức là thiết thực, bổ ích và hoàn toàn nghiêm túc, giúp ích cho chúng ta rất nhiều, giúp ích cho bạn bè của chúng ta nữa. Và nói chung là tất cả những người nào mà chứng kiến, hay những người nào mà được lĩnh hội, chia sẻ những nội dung này thì chúng ta đều cần. Bởi vì trong cuộc sống này thì chúng ta đều là ai ai cũng hàng ngày là phải giao tiếp. Và nếu như giao tiếp mà chúng ta lại không hiểu được người chúng ta đang giao tiếp thì đây là một điều đáng tiếc, bởi vì như thế thì hiệu quả nó sẽ giảm, hiệu quả nó sẽ giảm đi một nửa, hoặc là nó sẽ không có hiệu quả. Và đây thật sự là một điều đáng tiếc, đặc biệt là với những người bán hàng, những người giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, những người làm quản trị nhân sự, mà khi giao tiếp, đặc biệt là trong những tình huống quan trọng, tình huống nó rất là nhạy cảm, thì cái việc phát hiện ra cái thái độ đọc vị, điều gì ẩn sâu dưới cái hành động, thái độ, hành vi của một người trở nên vô cùng quan trọng. Nếu không, nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Vâng, chào bạn Bùi Quang Thái. Một lát nữa đây thôi thì tôi sẽ giới thiệu với bạn Thái. Ngay cuối tuần này thôi thì một khóa NLP Practitioner, một khóa NLP chuyên sâu có hội đủ tất cả các nhiều giá trị sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Và tôi sẽ contact riêng với bạn để chúng ta trao đổi kỹ hơn về khóa học này. Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt ngay câu hỏi. Vâng, và bây giờ là câu hỏi đầu tiên ạ. Các bạn hãy trả lời cho tôi rằng các bạn có vướng phải những trường hợp rằng trong cái quá trình giao tiếp của mình từ xưa đến nay, các bạn có bị vướng là cái việc là bị vướng hay bị chưa có cái kỹ thuật để đọc vị khách hàng. Vậy bây giờ các bạn có muốn mình ngày hôm nay sở hữu được cái kỹ thuật này hay không? Thì các bạn hãy trả lời cho tôi một câu có đấy.
Nào các bạn muốn, ai muốn thì hãy cho tôi một tiếng có để tôi biết rằng là thực sự các bạn đang rất hào hứng với chủ đề này. Trần Đức Long, rồi chào bạn. Rồi. Nào ạ, chào mừng các bạn và nếu như... Rồi, bạn đầu tiên là có. Nếu như các bạn có hào hứng không, các bạn có hào hứng để mong muốn được sở hữu cái kỹ thuật đọc vị người khác, đọc vị khách hàng để giao tiếp của chúng ta, sự kết nối của chúng ta, hay là trong công việc là thương thuyết, đàm phán, giới thiệu sản phẩm trở nên hiệu quả hơn hay không, thì các bạn hãy nói. Dạ, nếu các bạn muốn thì cho tôi một tiếng có. Có quá đi ạ. À, đúng rồi, bạn Duy Anh có quá. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cũng xin nêu một lý do nhanh thôi và nhỏ thôi. Vì sao mà tôi có thể đủ cái tư cách để có thể chia sẻ với các bạn? Thì vậy nhiều năm trước đây thì cũng như các bạn thôi, tôi cũng không có những kỹ năng này. Cho đến khi tôi học được kỹ năng này ở khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Và cứ càng ngày rèn luyện mình, nó giống như là mình rèn luyện cái bản cổ trương á. Thì bây giờ thì cái điều mà phát hiện ra là ngồi trước bất cứ ai thì cái điều là phát hiện đọc vị họ rất là nhanh. Đọc vị rất là nhanh. Chúng ta không thể kỳ vọng là đọc vị một cách sâu sắc rằng là trong đầu họ đang nghĩ gì. Trong đầu họ đang nghĩ gì, nhưng ít nhất thì gì ạ? Chúng ta cũng biết rằng là cái sự thay đổi hành vi, sự thay đổi thái độ, sự thay đổi ngôn ngữ đó thì nó đã có một cái sự thay đổi từ trạng thái nọ sang trạng thái kia. Và nếu như chúng ta cần biết sâu một chút nữa chính xác thì có vài cái câu hỏi nữa thôi, thế là họ sẽ bộc lộ rất rõ ràng trước chúng ta. Và điều đó thì chúng ta có gì có đầy đủ một cái bộ công cụ để chúng ta có thể là đọc vị khách hàng, những người giao tiếp trước mặt chúng ta. Rồi tôi muốn các bạn ạ, các bạn đã vào sau thì đây là một chủ đề đọc vị khách hàng, đọc vị người khác để giao tiếp và bán hàng thương thuyết hiệu quả hơn. Nếu các bạn đã vào sau bây giờ mới nghe đến thì các bạn hãy chia sẻ lên tường của mình, rồi chia sẻ đến đội nhóm kinh doanh của mình để các bạn có thể lan tỏa cái giá trị này đến nhiều người để nâng cao cái năng lực của mình. Thứ hai nữa là tôi đang hoàn chỉnh, chỉ ngày mai ngày kia thôi, ngày kia thôi là tôi hoàn chỉnh cái bộ là những cái kỹ thuật để đọc vị khách hàng. Thì bạn nào muốn nhận thì đề nghị các bạn là hãy để lại email thì tôi sẽ tặng quà cho các bạn. Tôi được khuyến khích rằng là nếu anh muốn tạo fan rồi tạo thu hút cộng đồng rồi để muốn lan tỏa giá trị bền vững và cũng là nhằm để những người bạn của anh quan tâm đến anh có thể nhận được nhiều giá trị một cách bền vững, một cách đều đặn để mỗi ngày nâng cao được giá trị thì hãy kêu gọi hành động bằng cách là chia sẻ lên tường là một để duy trì cái kết nối giữa hai bên để mỗi lần anh livestream thì sẽ hiện lên. Và thứ hai là gửi email tặng quà cho họ và nó thành một cái chuỗi series như vậy thì những kỹ thuật đó sẽ được nhân lên từng ngày. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong những livestream này và chia sẻ lên tường của mình cũng như gửi cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện đây. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, hiện thì là nhà huấn luyện và đào tạo NLP cấp độ quốc tế. Hiện tôi đang theo một chương trình là Master Trainer và trở thành những nhà huấn luyện cấp cao về NLP của quốc tế. Bây giờ thì ta sẽ vào chương trình chính bây giờ đây. Đã. Vì sao việc đọc vị được người khác trong giao tiếp lại trở nên quan trọng? Lại trở nên quan trọng. Chúng ta cứ chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi. Nếu như chúng ta không hiểu được một ai đó, không hiểu được một ai đó thì nghĩa là chúng ta sẽ làm sai hay làm không đúng, không trúng bất kể là điều gì đó khi kết nối với người khác, khi kết nối với người mà ta đang kết nối ạ. Bởi vì sao ạ? Ví dụ như là ngồi trước mặt một người khác mà nếu như họ đang vui, chúng ta cũng không biết là họ vui về điều gì để mà chúng ta có thể hưởng ứng, cổ vũ, khen ngợi để người ta cảm thấy rằng nó đầy động lực, đầy hưng phấn và cảm thấy ta là người đồng điệu có thể chia sẻ, có thể cổ súy để họ tiếp tục hưng phấn hơn trong cuộc sống. Thì chúng ta sẽ làm chật lấp đi cái hoặc là chúng ta sẽ không biết hoặc chúng ta sẽ làm chật đi cái sự hưng phấn của người chúng ta tiếp
hoặc là những người ngồi trước mặt chúng ta họ đang có một cái băn khoăn mà chúng ta cũng không biết được cái điều đó, chúng ta không đọc vị được, thì chúng ta lại gì, thay vì là chúng ta hướng cái câu chuyện để chia sẻ cái nỗi buồn, sự băn khoăn của họ, mà chúng ta lại thao thao bất tuyệt những câu chuyện của mình, hay là chúng ta giả lả lấp liếm đi cái câu chuyện nhằm dường như là chúng ta muốn an ủi họ chẳng hạn. Thế nhưng mà cái an ủi họ đấy, chúng ta cũng không hiểu an ủi như thế nào thì đúng chúng, hay là sẽ giải tỏa được cái nỗi buồn hay cái băn khoăn của họ, thì cũng làm họ cảm thấy chán, cảm thấy thất vọng trong cái cuộc giao tiếp kết nối giữa hai người, hoặc đặc biệt là trong bán hàng hay là thương thuyết hay là đàm phán. Rồi nếu như chúng ta không hiểu được người khác có thái độ như thế nào, có hành vi như thế nào, trong khi nếu như chúng ta đang thể hiện mình, thì cái hành động mà thể hiện mình không được gì đúng lúc, đúng chỗ, đúng nội dung thì nó sẽ trở thành lố trước mặt người mà ta đang giao tiếp. Thì một loạt những cái điểm vênh, điểm chật trong giao tiếp với nhau nó sẽ lại mang lại những cái hậu quả không như mong muốn của mỗi chúng ta. Chúng ta thì ra ngoài cuộc sống thì giao tiếp rất là nhiều, ai cũng phải giao tiếp, một ngày là phải tiếp đến bao nhiêu ạ? Trên dưới là khoảng 10 người phải gặp, phải giao tiếp, dù là chỉ gì, có nhìn nhau thôi, một cái ánh nhìn thôi, một cái chào hỏi thôi, một nụ cười thôi, hoặc là thậm chí là giao tiếp bằng phi ngôn ngữ. Chúng ta xuất hiện với cái bộ trang phục như thế nào, đấy cũng là một cách giao tiếp. Chúng ta đứng thế nào, chúng ta đi thế nào, chúng ta ngồi thế nào, chúng ta ăn uống thế nào, đấy cũng là một cách giao tiếp. Bởi vì nhất cử nhất động của chúng ta ở ngoài cuộc sống thì đều được có những ánh mắt ở xung quanh dõi theo, nhìn và vô tình bắt gặp. Và nếu như chúng ta không chuẩn chỉ từng động tác một, xem xét từng động tác một, và rất có thể chúng ta đã gì theo một cái thói quen và vô tình đã tạo nên những cái hình ảnh nó thiếu năng lượng, nó không đẹp và không đáng tin cậy trong mắt mọi người. Như vậy thì nó ảnh hưởng vô cùng đến gì, đặc biệt là những người mà có công việc phải kết nối nhiều, phải bán hàng, phải tạo ra cái sự thân thiện và tin cậy, thì như thế là một cái điểm trừ nó rất là lớn. Và đưa ra cái việc mà nếu như chúng ta không hiểu được người khác trong giao tiếp thì chúng ta sẽ xảy ra rất nhiều lỗi. Đặc biệt như là gì, qua nhiều phiên huấn luyện thì rất nhiều người trong các cái lĩnh vực khác nhau thì có hỏi tôi những câu rằng làm thế nào để phát hiện ra nhu cầu của khách hàng, làm thế nào để phát hiện ra rồi suy nghĩ của khách hàng, rồi làm thế nào để có thể nói cho khách hàng hiểu. Thì đây tự chung lại đấy, tự chung lại nó là gì, chúng ta phải hiểu được khách hàng trước mặt mình, tức là phải đọc vị được họ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái kỹ thuật đầu tiên. Kỹ thuật đầu tiên là chúng ta có thể quan sát, chúng ta có thể quan sát, người ta gọi là quan sát nhạy bén giác quan. Nhạy bén giác quan nghĩa là chúng ta có gì, toàn bộ cái hình hài của chúng ta hay là người khác cũng họ cũng xuất hiện toàn bộ hình hài trước mặt chúng ta, thì tất cả những nhất cử nhất động của những giác quan của họ chúng ta cần phải để ý, chúng ta cần phải để ý. Và khi chúng ta đã để ý và nó trở thành thói quen thì chúng ta sẽ rất dễ để phát hiện ra. Ví dụ này các bạn, ví dụ như các bạn suy từ cá nhân mình thôi, có bao giờ các bạn là cảm thấy hụt hơi khi trình bày một điều gì đó trước đám đông, hay là trình bày một điều gì đó trước một người quan trọng không? Thì khi đó có phải là bạn thở rất là gấp, thở rất là nhanh, thở rất là gấp? Thì đây là một trong những tín hiệu để phát hiện ra là gì? Ta hồi hộp, hoặc là người khác nếu đang ở trong trạng thái như vậy thì họ rất là hồi hộp. Vậy thì chúng ta mới phát hiện ra cái nhạy bén giác quan của họ là hồi hộp. Chứ còn hồi hộp về vấn đề gì thì chúng ta phải đánh giá cái bối cảnh lúc đó để xem là họ hồi hộp về vấn đề gì.
Ví dụ như là họ nói chuyện trước đám đông, thì đây là một cái nỗi sợ rất là ghê gớm của rất nhiều người. Đó. Khi nói chuyện trước đám đông thì đa phần rất nhiều người là hụt hơi này, rồi là môi thì bắt đầu là da mặt có thể là bắt đầu là tím tái nhợt đi này, hoặc là tai thì đỏ nhừ lên này, rồi giọng nói thì ngắt quãng này. Đấy. Như vậy là gì? Ta đã đọc vị được họ rồi. Ở một cái kỹ thuật là đọc vị là qua cái hơi thở của họ. Đấy, họ thở từ trên ngực trở lên và họ thấy là rất là hổn hển, rất là nhanh. Đấy là cái kỹ thuật đọc vị thứ nhất. Cái thứ hai là ta thấy là gì? Da của họ sao? Ngả màu đi, nó không bình thường nữa. Ví dụ, trong những cuộc họp, họ ngồi họ không phát biểu thì rất là bình thường. Nhưng mà khi bắt đầu là họ đứng lên phát biểu thì gọi là bắt đầu gì? Da rẻ bắt đầu là đổi màu nhợt nhạt hay tai thì đỏ lên. Đấy cũng là một trong tín hiệu. Hoặc là cái này thì dễ nhận này. Các bạn có thấy là ai đó mà bị trêu một điều gì đó mà khiến người ta ngượng nghịu, người ta xấu hổ không? Mặt người ta đỏ rừ lên không ạ? Đấy. Đấy là cái biểu hiện gì? Cái thay đổi thay đổi cái sắc da của họ. Và bạn thấy rằng là bạn đã chứng kiến rằng khuôn mặt ai tức giận chưa? Chắc bạn thấy rồi đúng không ạ? Đấy cũng là một cái cách mà để chúng ta phát hiện ra rằng là người đó đang tức giận. Rồi nữa, bạn có thấy ai vui vẻ không? Cũng thấy rồi. Đấy. Thấy vui vẻ. Rồi bạn thấy ai buồn nữa? Có thấy không ạ? Khi buồn thì trông vẻ mặt họ như thế nào? Đấy. Trong giao tiếp thì tất cả những tín hiệu này đều bộc lộ rất rõ trước mặt chúng ta. Và nó giảm cái cường độ đi một chút. Ví dụ người ta không thể nào mà cười toe toét ra để chúng ta biết là người này đang vui. Ví dụ như là người ta đang cười rất là lớn thì cái cường độ là 10. Thì cái khi mà trong giao tiếp bình thường ấy, thì họ có thể thể hiện ở mức độ 3 thôi. Tuy ở mức độ 3 thôi thì chúng ta vẫn cứ quan sát được. Và từ nay trở đi thì ngay sau buổi hôm nay thì các bạn cũng cố gắng để quan sát. Ví dụ đặc biệt hơn là các bạn là cái người mà đang trình bày gì, vấn đề gì quan trọng với người mà các bạn trình bày ạ. Thì các bạn sẽ để ý này. Các bạn bắt đầu là vừa trình bày nhưng mắt bạn hãy chú ý những thay đổi về nhạy bén giác quan trên khuôn mặt của người ta. Trên khuôn mặt của họ. Ví dụ bạn thấy là khi bạn vừa trình bày thì cái ánh mắt của người nghe và cái khuôn miệng của người nghe, họ tươi tắn lên và họ mở to mắt để họ nhìn bạn và nhìn cái phần trình bày của bạn. Thì điều đó có nghĩa là câu chuyện của bạn đang thu hút họ và họ cảm thấy rất là hứng thú với chủ đề mà bạn trình bày. Còn nếu như ánh mắt của họ nheo lại, tức là nó thay vì mở to chăm chú thì nó nheo lại và nhìn xa xa đi một chút, môi họ trễ xuống mà không tươi cười lên, không hơi hơi gì hơi tươi lên mà môi họ trễ, da họ sậm màu xuống, thì có nghĩa rằng họ đang cảm thấy không hứng thú, thậm chí còn đang cảnh giác hay là đang gì tìm cái lý lẽ để chuẩn bị phản biện đến nơi rồi. Thì đây là cái kỹ thuật đầu tiên để các bạn thấy đọc vị nhạy bén giác quan của người mà các bạn đang giao tiếp. Đó. Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Vậy thì tôi mới nói rằng các bạn hãy share lên tường của mình, bởi vì tôi tin rằng đội nhóm các bạn, những người bạn của bạn hay là những người anh chị hay những người thân mình hay những bạn bè mình, mà hầu hết chúng ta là những người trưởng thành, thì những điều này nó cực kỳ cần. Bởi vì ngay kể cả trong gia đình thôi, các bạn từ hôm nay chúng ta phát hiện ra điều này thì chúng ta cũng để ý thấy rõ này. Ví dụ như là các bạn là những ông bố bà mẹ của chủ gia đình, thì ngay sau hôm nay thì các bạn bắt đầu phải chú ý hơn đến cái việc là gì? Người vợ hay người chồng của mình họ tỏ thái độ như thế nào? Tôi tin rằng rất là rõ ràng ấy, rất là rõ ràng. Bắt đầu họ, không phải ngay tại lúc này, nhưng mà các bạn có thể nghĩ lại, ví dụ người vợ hay người chồng của mình, lúc vui thì trông khuôn mặt của người đó ra sao? Lúc buồn thì trông khuôn mặt đó ra sao? Đấy, bây giờ thì các bạn bắt đầu thấy rõ hơn rồi đúng không? Hay là con cái của chúng ta, khi chúng nó vui thì nhìn khuôn mặt chúng rạng rỡ như nào, nhưng mà khi chúng nó buồn thì thấy nó sụp xuống như thế nào. Thì khách hàng ở ngoài kia cũng vậy. Khi chúng ta trình bày
vấn đề. Thì khi vui họ cũng vậy thôi. Vậy chúng ta hãy liên tưởng xiên ngang ra đi. Và bây giờ chúng ta sẽ gì, tinh tế hơn một chút, tinh tế hơn một chút nữa để ý họ. Rồi các bạn có thể làm nghề dịch vụ, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn là người làm đầu, các bạn làm người làm đẹp chẳng hạn như thế. Nào, các bạn thấy nào, ví dụ các bạn là người làm đầu nhé, các bạn bắt đầu là ngồi sau, khi làm xong một cái mái đầu cho một khách hàng của mình, là mình bắt đầu đứng sau họ mà bắt đầu là xem họ chỉnh sửa ra sao. Các bạn mà thấy rằng gì, mắt họ mở to và khuôn miệng của họ bắt đầu tươi lên như này thì nghĩa rằng họ đang hài lòng. Còn nếu như họ bắt đầu nheo nheo cái mắt này mà bắt đầu họ miệng khuôn miệng miệng của họ bắt đầu sụp sụp xuống này, có nghĩa rằng là có cái gì đó họ chưa hài lòng với bạn. Và như vậy bạn phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tinh thần để gì, xử lý vấn đề ngay lập tức và xử lý một cách ôn hòa. Nếu không thì chúng ta sẽ lĩnh hậu quả ngay lập tức ấy, trong giao tiếp, rồi trong chào mời giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình. Rồi là gì, các bạn có thể, đặc biệt là giao tiếp với sếp của mình, đặc biệt là các bạn biết sếp đúng không ạ, là hôm nào mà các bạn vào mà lại trình bày vấn đề, hay là vào xin chữ ký, hay là về vào có thể là chia sẻ hay đề nghị vấn đề đó đó, nhìn thấy sếp mà gì, sếp tươi cười thì chúng ta phát hiện ra ngay tức, và sếp trong mặt cọ cọ ra cũng chẳng biết ngay là vui hay không vui. Và chúng ta thường là gì, rất ít khi để ý vấn đề này khi chúng ta giao tiếp với người khác. Thế còn trong những trường hợp nghiêm trọng thì chúng ta biết ngay mà. Ví dụ ví dụ như là chúng ta về nhà mà thấy vợ hoặc chồng mà hôm nay có vẻ gì khó chịu, chúng ta biết được không ạ? Biết ngay lập tức. Đấy, thì cái kỹ thuật đầu tiên để chúng ta đọc là gì? Đọc vị nhạy bén giác quan của người chúng ta đang nói chuyện. Được. Qua đọc vị nhạy bén giác quan rồi thì chúng ta mới biết một điều rằng ẩn dưới cái thái độ đó, ẩn dưới sự thay đổi đó là một cái sự gọi là hài lòng hoặc là không hài lòng. Vậy thì muốn biết là hài lòng hay là không hài lòng, cụ thể nó là gì thì chúng ta cần phải hỏi. Chúng ta cần phải hỏi thì chúng ta mới biết được. Thực ra trong cuộc sống thì có một lần, vài lần trước đây thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn, tất cả chúng ta khi giao tiếp với nhau đều đã bộc lộ bản thân mình rồi. Khi giao tiếp là bộc lộ rồi. Bộc lộ là gì? Nhu cầu, bộc lộ mong muốn, bộc lộ băn khoăn, bộc lộ lo lắng, bộc lộ sự viên mãn, hạnh phúc. Trong những câu chữ đều như vậy. Bởi vì khi chúng ta đang giao, khi bất kỳ ai giao tiếp là đều muốn thuyết phục người khác bất cứ nội dung nào. Ví dụ, thuyết phục người khác đồng ý với tôi về quan điểm, thuyết phục người khác đồng ý với tôi, chia sẻ với tôi về cái nỗi băn khoăn lo lắng của tôi, thuyết phục người khác có thể là làm theo mình, lắng nghe mình. Vậy thì khi mà một người bộc lộ ra ngôn ngữ như vậy thì họ đã bộc lộ chính bản thân mình, bộc lộ chính nhu cầu của mình, khát khao của mình, lo lắng của mình, băn khoăn của mình, đề xuất của mình rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chỉ lắng nghe một chút thôi thì chúng ta sẽ phát hiện được điều đó. Ví dụ như là con cái chúng ta chúng đi ăn tiệc ở đâu đó về chẳng hạn, và thì chúng ta thì ở nhà, thế rồi thì khi vừa về đến nhà thì nó đã nói rằng bố ơi, mẹ ơi, con đói rồi. Vậy thì chúng ta biết ngay là trong cái bối cảnh chúng ta đọc này, bọn chúng thì vừa đi ăn tiệc về mà vừa về đến nhà thì kêu đói. Vậy thì ẩn dưới đó là gì vậy? Chúng ta sẽ đánh giá ngay, chúng là trẻ con. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu liên tưởng đến các cái cuộc liên hoan tiệc tùng của người lớn. Bọn trẻ con nó cứ túm năm tụm ba với nhau, chúng nó chơi điện tử, chúng nó đùa nghịch, bảo lúc đấy ăn chúng nó không chịu ăn. Đúng không ạ? Thế thì rõ ràng khi nó là bố ơi, mẹ ơi, con đói, thì rõ ràng nó đang gì? Nó đang thể hiện một nhu cầu, một băn khoăn, một mong muốn của nó rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu là gì? Suy nghĩ lại trong các giao tiếp hàng ngày trong gia đình. Chúng ta hãy
chậm rãi lại để suy nghĩ lại tất cả các giao tiếp trong cơ quan đơn vị anh em phòng ban của mình. Lắng nghe xem là những người thân của mình, lắng nghe xem là những người anh em đồng nghiệp của chúng ta trong đơn vị họ nói gì. Đã, chỉ cần ngày hôm nay thôi, chúng ta ngược về buổi sáng hôm nay thôi, rằng hôm nay đã ai đó nói bâng quơ một điều gì đó và các bạn bắt đầu đọc vị điện. Ví dụ như là họ nói rằng ôi dạo này nó cứ mệt mệt thế nào ấy. Dạ một câu đó có ấy không ạ? Có quen không các bạn? Khá là quen. Dạo này cứ thấy nó mệt mệt. Rồi, rõ ràng rồi, người ta đang bộc lộ cái gì họ mệt. Vậy thì mệt vì sao ạ? Nếu mà chúng ta thấy thời tiết mà vẫn rất là bình thường thì cái mệt này là mệt trong tinh thần rồi. Mệt này là mệt trong gì? Trong công việc rồi, hoặc là mệt này là mệt là ở nhà có vấn đề rồi. Đó, chúng ta có thể đọc vị được ngay cái người đó ẩn dưới là cái gì. Rồi muốn biết kỹ thì chúng ta chỉ việc hỏi cụ thể thôi. Chúng ta chỉ việc đưa ra câu hỏi rằng mệt à? Thế mệt vì điều gì? Mệt vì điều gì? Vậy là cái câu của bạn, câu của chúng ta hỏi người đối diện chúng ta là bạn mệt vì điều gì? Mệt vì cái gì? Là họ đã muốn gì? Họ đã muốn chia sẻ ngay rồi. Vậy chỉ bằng một cái câu hỏi như vậy thôi thì chúng ta đã bắt đầu gì? Đồng điệu được với cái người mà ta đang giao tiếp, và chúng ta lại tiếp tục là kiên trì lắng nghe và chia sẻ với họ một chút thôi, là chúng ta có thể gì tạo được cái thiện cảm với người mà gì họ đưa ra những cái ngôn ngữ đấy. Bởi vì bất cứ ai là đưa ra cái ngôn ngữ gì đó là đều muốn được gì? Đều muốn được chia sẻ, đều muốn được là ảnh hưởng đến người khác, hay đều muốn là gây ảnh hưởng hay là điều khiển người khác mà. Vậy thì cái câu mà bất kỳ ai nói ra là ôi dạo này mệt lắm, rồi là dạo này rồi là cứ cảm thấy nó chán chán, rồi dạo này cứ cảm thấy rằng là công việc nó không như ý, rồi là dạo này cảm thấy ôi giời nó cứ bận túi bụi. Thế thì đấy là những cái lời than vãn, đấy là những cái lời mà than thở mà hàng ngày trong cuộc sống này. Và nếu như chúng ta là người hiểu và muốn gì tạo ra sự thân thiện với bất kỳ một ai đó thì chúng ta chỉ cần lắng nghe và quan tâm. Lắng nghe và quan tâm. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu rồi. Thế còn ngồi với khách hàng thì sao? Là ngồi với khách hàng. Thế thì ngồi với khách hàng thì khách hàng luôn luôn là gì? Chúng ta đọc có bốn cái tử huyệt thôi. Cái tử huyệt đầu tiên là vì mạng sống thì bỏ qua rồi. Thế còn ba cái tử huyệt phía sau thôi. Ba tử huyệt phía sau thì chỉ có hai cái quan trọng thôi. Khách hàng nói riêng và tất cả chúng ta nói chung có bốn tử huyệt thì có hai tử huyệt quan trọng nhất là gì? Ai cũng muốn gì? Túi tiền hay là thu nhập của mình được nở rộng. Đấy là điều quan trọng thứ nhất. Vậy thì ở bên dưới cái túi tiền, thu nhập và tài sản được nở rộng thì cái lời phản ánh của một người vị khách hàng đấy, một cái người đối tác đấy ẩn dưới nó là cái gì? Thì chúng ta có thể đọc vị tiếp được ngay. Đấy, nó là sản phẩm rẻ quá, đắt quá. Đó, hay là còn một cái điều gì chưa tin, tin hay là chưa tin. Đấy, đấy là vì gì ạ? Cái thu nhập ai cũng muốn thu nhập, rồi ai cũng muốn tài sản, ai cũng muốn túi tiền mình được nở rộng. Và tất cả những cái lời đề nghị để băn khoăn nó đều gì ẩn dưới cái ngôn ngữ chủ lực này thôi. Cái thứ hai là gì? Ai cũng muốn gì? Danh vọng, hình ảnh, uy tín của mình được nở rộng trong cộng đồng. Vậy thì tất cả những cái câu đề nghị bên dưới nó cũng như vậy. Và bây giờ thì thế này, để cái việc mà đọc vị người khác nó được chính xác và các bạn cũng để là rèn luyện cái kỹ năng này thì các bạn có lẽ là cho tôi một cái ví dụ đi ạ. Nào các bạn hãy cho tôi ví dụ và chúng ta sẽ cùng đọc vị rằng ngôn ngữ ở dưới này nó là cái gì để chúng ta cùng cùng được thực hành, cùng được thực hành để chúng ta cùng hiểu nhá. Nào mời các bạn ạ. Ví dụ như ngày hôm nay các bạn thử lục đi ạ. Các bạn lục rằng hôm nay các bạn đã nói chuyện với ai và người bạn của bạn đã nói câu gì, là chúng ta sẽ cùng đọc vị bên dưới ẩn dưới điều đó nhé. Nào xin mời các bạn. Nào xin mời các bạn. Khi chúng ta chia sẻ với nhau rằng người mà ta giao tiếp hôm nay thì họ đã nói một cụm câu gì và
cái thái độ của họ lúc đó ra sao. Thế thì chúng ta bắt đầu là rèn luyện cái kỹ thuật, kỹ năng đọc vị họ nhé. Nào xin mời các bạn đi ạ. Nào xin mời các bạn, chúng ta cùng luyện nào, chúng ta cùng luyện, và luyện là nó luyện luyện trực tiếp vào ví dụ của các bạn, như vậy thì sẽ thiết thực hơn, nó không còn là lý thuyết nữa đấy, điều đó sẽ tốt hơn cho chúng ta. Xin mời các bạn. Thưa mình, kinh doanh không thành công. Ok, bạn Mini Thu đã nói cho một người bạn của bạn. Các bạn sẽ cố gắng là nói cả cụm câu nhé, cả cụm câu được cái hoàn cảnh thì sẽ càng tốt nhé, chúng ta sẽ càng đoán nó cụ thể được hơn. Kinh doanh không thành công. Ví dụ một người bạn mà nói với tôi dạo này kinh doanh nó cứ thất bại nhiều quá, thì rõ ràng rồi. Bởi vì thế này, nếu ta là người bạn thân hay ta là người kinh doanh cùng thì chúng ta sẽ hiểu được họ kinh doanh cái gì. Thế nhưng để chính xác, để chúng ta không bị vô duyên, bị lố trước một người bạn nào đó họ muốn chia sẻ, thì chúng ta cần phải hỏi kỹ. Lúc này thì bảo là cụ thể thì bạn kinh doanh gì không thành công. Nào, vậy thì bạn Mini Thu, bạn có nói cái điều đó với người bạn mình không? Đấy. Thế thì khi mà bảo là cụ thể là bạn kinh doanh gì không thành công, bởi vì người đó có thể kinh doanh là gì? Vài cái mặt hàng khác nhau, nhưng mà người bạn này đã gì, khái quát hóa cái câu chuyện là có lẽ là chỉ một cái mặt hàng này thôi, chỉ một cái sản phẩm này thôi mà người ta có thể khái quát hóa cả những gì. Mà nếu chúng ta không hiểu rõ điều này thì chúng ta lại đánh đồng rằng ồ thế à, sự nghiệp của bạn kinh doanh không thành công à, như vậy thì nó sẽ trật lất ra mọi chuyện đó. Dư Khánh, nếu chị có cơ hội tốt hơn thì em có đón nhận không? Câu này thì rõ quá rồi bạn. Câu này là một gì? Một người chị, một người lớn tuổi hơn mình đang muốn chia sẻ cho mình một cơ hội nào đó mà muốn gì? Mà muốn mình hợp tác làm cùng với họ. Thế thôi, họ đang biểu thị rất rõ ràng gì? Cái thuyết phục mình đây này. Thế thì mình lúc này chỉ cần hỏi thôi. Vâng. Vậy thì cụ thể cơ hội đó là gì chị? Muốn hiểu cụ thể thì chúng ta chỉ cần hỏi thế thôi. Vâng, vậy thì cụ thể cơ hội đó là gì? Đó, thế là gì? Người ta sẽ gì? Nếu thực sự thì người ta sẽ bắt đầu là gì? Trình bày cho chúng ta biết cái cơ hội đó. Và tùy theo cái cơ hội đó, bằng cái sự hiểu biết của mình đến mức nào thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp. Đó. Là các bạn sẽ cho đấy ạ. Có đúng như vậy không bạn Khánh Dư? Hôm nay khi em chúc mừng sinh nhật, bạn em nói rằng cảm ơn chị vì lời chúc tới tuổi già. Đây là một cái câu mà cũng gọi là xã giao với nhau thôi, rồi là tếu táo vui vẻ với nhau thôi. Ví dụ như cảm ơn chị vì lời chúc tới tuổi già, nó cũng vô thưởng vô phạt trong cái câu này. Nó chỉ là gì, gửi nhau lời chúc, chúng ta quan tâm và chúng ta cũng tếu táo lại với nhau thôi. Nó cũng chưa phản ánh gì nhiều trong câu chuyện này. Đấy. Bạn Văn Sĩ Dương, làm sao để mình tự tin khi bán hàng? Nè. Ok. Có lẽ là chúng ta sẽ trình bày cái việc là tự tin trong bán hàng thì chúng ta sẽ trình bày ở một cái chủ đề chuyên sâu khác. Nhưng có điều là phần này nó cũng khá là liên quan đến bạn gì? Văn Sĩ Dương là gì? Khi chúng ta gì hiểu được người đối diện mong muốn điều gì thì nghĩa là chúng ta cũng sẽ tự tin được trước họ, bởi vì là gì, chúng ta tự tin rằng phần trả lời của mình, phần hiểu biết của mình, phần giải pháp, phần dịch vụ, phần sản phẩm của mình có thể đáp ứng họ. Nhưng cái quan trọng này, để tự tin thì nghĩa là bên trong mình phải có đầy đủ những câu trả lời trước khách hàng, trước đối tác thì chúng ta sẽ tự tin.
Còn nếu không có tự tin thì chúng ta sẽ không thể nào mà tự tin trước khách hàng được. Giống như bạn này, giống như bạn có thể nhảy qua được, giống ví dụ như là bạn phải nhảy qua một cái đoạn hào nào đó, mà dưới đoạn hào đấy là nó có thể là có vài cái vật nó nguy hiểm. Ừ. Ví dụ như ở dưới đấy nó có mảnh thủy tinh hay dây thép gai cái gì đó. Nhưng nếu cái đoạn hào đấy mà gì mà nó chỉ độ khoảng 1 mét thôi thì bạn nhảy ra một cách bình thường. Nhưng nếu nó dài những 2 mét rưỡi 3 mét thì bạn cảm thấy sao khi bạn định nhảy? Bạn thấy khả năng nhảy của mình không có thì bạn sẽ thiếu tự tin khi bạn nhảy ngay lập tức. Còn nếu bạn thấy gì bạn hoàn toàn nhảy được thì sẽ tự tin. Thì trong giao tiếp cũng vậy. Khi bạn biết chắc chắn rằng khả năng của mình, kiến thức bên trong của mình, năng lực bên trong của mình có thể gì xử lý được từ chối, có thể giải đáp được mọi băn khoăn của khách hàng thì bạn sẽ tự tin thôi. Vậy thì không có cách nào khác là bạn phải đưa tất cả các kiến thức đấy vào trong mình thì bạn sẽ tự tin được với lại khách hàng. Đấy, phần hỏi của bạn thì tôi cũng sẽ trả lời nhanh chóng như vậy và chúng ta sẽ bàn sâu hơn trong một cái buổi livestream khác là làm thế nào để tự tin trước mọi người. Nếu như có thể là tôi đã đọc sai vấn đề này rồi. Bởi vì là có lẽ là một là bạn Văn Sĩ Dương hỏi điều này, hai là một người khác đã hỏi bạn Văn Sĩ Dương về điều này. Thế thì nếu như một người khác hỏi bạn Dương ở đây thì điều này rõ quá đi rồi. Người ta đã bộc lộ rõ ràng một nhu cầu đây rồi bạn. Làm sao để mình tự tin khi bán hàng? Ví dụ là một người gì? Một người em, một người đồng nghiệp, một người nào đó hỏi mình. Vậy thì lúc này đơn giản gì? Họ muốn tự tin. Hiện tại là họ chưa tự tin. Và bây giờ họ đang muốn tìm giải pháp, phương pháp để họ tự tin. Vậy nếu như mình có sẵn bộ giải pháp đấy rồi và mình sẽ bắt đầu hỏi họ cụ thể là em muốn tự tin bán mặt hàng nào? Tự tin gì? Tự tin bán sỉ hay bán lẻ? Cụ thể cái tự tin đấy em muốn tự tin nó như thế nào? Đấy. Tự tin thuyết trình hay là tự tin giới thiệu một một hay là tự tin giao tiếp trước mặt khách hàng thì ta hỏi cụ thể, càng cụ thể bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có gì biết được cái nhu cầu cụ thể và ta sẽ giải đáp trúng cái nhu cầu của người muốn hỏi, thì nhờ đó chúng ta có thể kết nối được dễ dàng và hiệu quả với để giải quyết vấn đề cho người kết nối với ta. Ngày hôm nay em có nói với tư duy tích cực đến đoạn để tích cực phải yêu nhiều hơn nhưng có bạn bảo là chưa hẳn như thế. Rồi, ok, cái điều này khá là hay. Một cái câu dịch, mặc dù các bạn đưa ra những cái câu trả lời khá là chung, nhưng không sao cả, bởi vì NLP đã lường trước được những điều này. Thế này thôi bạn. Trong đầu mỗi chúng ta đều có một cái gì, gọi một cái sự vận hành não bộ, tức là người ta gọi những cái phễu lọc riêng. Một cái phễu lọc riêng. Vậy thì cái điều mà bạn nói thì lại không phải là cái điều mà người kia đang nghĩ. Nó đơn giản là thế này thôi. Khi bạn nói rằng gì? Ngày hôm nay em có nói với tư duy tích cực đến đoạn là để tích cực phải yêu nhiều hơn. Cái kiến thức hay là cái cuốn sách hay là cái nhà huấn luyện nào đó bạn đã học được ở một cái buổi huấn luyện phát triển bản thân nào đó thì người ta nói đến điều này và người ta được giải nghĩa một cách rõ ràng. Nhờ đó thì bạn hiểu được là vì sao để tích cực thì phải yêu nhiều hơn, trao đi tình yêu thương nhiều hơn. Nhưng cái người bạn của bạn ấy thì họ có ngồi ở cái buổi hội thảo đó đâu, ngồi ở cái buổi mà huấn luyện phát triển bản thân đó đâu, nên người bạn đó không đồng thuận với bạn là đương nhiên. Vậy thì trong trường hợp này thì bạn phải gì? Cần gì? Tôn trọng thế giới quan của người bạn. Phải hiểu rằng là người bạn không có mặt trong cái buổi huấn luyện đó nên người ấy sẽ không thể nào đồng quan điểm với mình, bởi vậy họ phản biện như vậy là đương nhiên. Và cái cách tốt nhất để bạn giữ hòa khí và thân thiện là gì? Đồng ý, đồng ý. Hãy nói rằng là đây là tôi nói cái trải nghiệm cá nhân của tôi, bởi vì tôi đã được nghe, được học, được đọc ở đâu đó thì người ta nói thế này. Thì cái tốt nhất là chúng ta đưa ra như vậy thì cái cuộc tranh luận đó, cái cuộc là bất đồng ý kiến đó nó sẽ sẹp xuống ngay lập tức. Còn nếu bạn lại ra sức để chứng minh rằng bạn đúng rồi người bạn kia thua thì thử hỏi rằng kết quả cuối cùng thì được gì?
Đấy, kết quả cuối cùng là gì? Nó giống như cái việc là gì? Giữa bạn và người bạn của bạn hôm nay nói chuyện. Đặt trước hai người là gì? Đặt phía bạn của bạn thì là số 6. Còn nhưng mà người bạn của bạn đang ở đối diện cơ mà, thì họ sẽ nhìn cái số 6 đấy là số mấy, và hai người cứ cãi nhau thôi. Và chẳng ai sai, ai đúng trong câu chuyện này cả. Đấy. Và nếu bạn là người gì? Kết nối tốt. Chúng ta đang nói phần là gì? Đọc vị, hiểu được đối tác để kết nối và bán hàng cơ mà. Vậy thì bạn muốn bán hàng hay bạn muốn kết nối với người khác thì bạn phải tôn trọng thế giới quan của họ và đồng ý với họ, thì họ sẽ đồng ý lại với bạn. Còn nếu bạn không đồng ý thì cả hai bên sẽ xảy ra bất đồng và xung đột. Và kết quả thế nào thì chúng ta đều rõ. À, đây là một ví dụ rất hay để chúng ta có thể gì chiêm nghiệm, rồi chúng ta có thể rút kinh nghiệm về điều này. Tiếp tục đi ạ các bạn. À, tiếp tục đi ạ. À, tôi đưa một ví dụ này nữa. Ví dụ như một người nào đó khi ra quán cà phê ngồi, ví dụ như hai người bạn với nhau ra quán cà phê ngồi và nói rằng là ông ơi, tôi có khi phải nghỉ việc rồi. Đúng ạ, một cái câu cũng khá quát chung như là các bạn nói đây. Ông ơi, có lẽ là tôi phải nghỉ việc. Vậy thì cái ngôn ngữ này khi người bạn nói ra này thì chúng ta đọc này. Trước hết là gì? Người bạn này phải đang có việc đã. Đúng không nào? Đang có việc thì bạn ấy mới nghỉ việc chứ. Rồi, thì đấy là cái gì? Cái câu nói của người bạn cho ta biết. Nhưng ta chưa thể biết rằng là nghỉ việc vì sao. Thì muốn biết vì sao chúng ta phải hỏi rõ ràng. Đấy. Bởi vì chúng ta có thể chỉ có thể khi người bạn nói như vậy thì chúng ta có thể suy diễn ngay. À, một là công việc này bạn này bắt đầu chán rồi, không muốn rồi. Nhưng rõ ràng là không muốn thì nó có nhiều thứ. Ví dụ như là có thể là thu nhập thấp. À, thứ hai là có thể là môi trường làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe hay là nó không đoàn kết. À, có thể thứ ba là có thể là bị sếp mà chủ úm mà bây giờ cảm thấy không chịu nổi nữa. Đó. Và thứ tư là gì? Có thể có một cái việc nào đó tốt hơn. Ừ. Vậy thì ở trong trường hợp này chúng ta chỉ cần hỏi thôi. Ừ. À, vậy thì vì sao phải nghỉ việc? Thế là gì? Người bạn kia sẽ tiếp tục bộc lộ mình ra. Và chúng ta sẽ lại đọc vị tiếp để tiếp tục câu chuyện. Có đơn giản không các bạn? Tuyệt vời. Đúng không ạ? Từ những cái ví dụ vừa rồi thôi, các bạn sẽ phiên ra tất cả những câu chuyện đời thường mà chúng ta nói với nhau. Tất cả chúng ta đều bộc lộ con người mình rất là dễ. Rất là dễ. Chúng ta chỉ cần gì? Lắng nghe thôi và hỏi. Thì đây cũng là bí quyết được gì? Những người bán hàng thành công đều chia sẻ với nhau gì? À, bậc thầy của tư vấn, đàm phán, chốt sale là gì ạ? Hỏi và lắng nghe. Ba từ thôi. Hỏi và lắng nghe. Này. Nào, các bạn có trường hợp cụ thể nào nữa không ạ? Chúng ta sẽ phân tích thêm, đọc vị thêm được một hai câu nữa. Rồi chúng ta sẽ chuyển đến cái kỹ thuật tiếp theo. Chúng ta đã đi được 45 phút rồi, chỉ còn có 15 phút nữa thôi. Các bạn hãy nhanh lên ạ. Nếu các bạn muốn rèn luyện kỹ năng này, đặc biệt bạn nào mà muốn rèn luyện kỹ năng này thì hãy cố nghĩ ra cái câu nói, cái câu giao tiếp của mình trong ngày hôm nay hay là trước đó mà mình cảm thấy băn khoăn, thì các bạn đặt vấn đề ra đây thì chúng ta sẽ cùng đọc vị ẩn dĩ ở dưới này thế nào. Thế và sau đó thì tôi cũng muốn là các bạn trao đổi xem điều đó có chính xác hay không, các bạn cảm thấy hài lòng không. Đó. Nào, xin mời các bạn. Xin mời các bạn ạ. Nào các bạn, chúng ta sôi nổi lên ạ. Chúng ta sẽ trao đổi sôi nổi lên. Thì chúng ta sẽ càng sôi nổi, càng tốc đẩy tốc độ nhanh lên, thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều giá trị. Các bạn ạ. Và sau cái buổi chúng ta chia sẻ về cái kỹ năng đọc vị khách hàng hôm nay, thì các bạn gì ạ? Hãy để lại email. Để lại email cho tôi và tôi sẽ gì ạ? Hoàn thiện cái bộ kỹ thuật đọc vị đó thì tôi sẽ chuyển cho các bạn. Thì từ những cái lý thuyết như vậy cộng với những phần thực hành hôm nay thì các bạn sẽ vỡ ra được rất nhiều cái kỹ năng hay các bạn ạ. Để gì? Nâng cao cái kỹ năng kỹ thuật của các bạn trong cuộc sống cũng như công việc.
Rồi, cảm ơn bạn Đỗ Thanh Hiền, rất hay. Rồi, mời các bạn cho thêm những cái câu để chúng ta có thể đọc vị ạ. Tôi thì rất mong muốn là được giải thích, được chia sẻ, đọc vị chính vào những ví dụ của các bạn thì nó sẽ thiết thực hơn rất nhiều là gì? Tôi chỉ lấy cái phần của cá nhân tôi ra. Với phần chia sẻ vừa rồi, các bạn sẽ đóng góp phản hồi ý kiến giúp tôi rằng là có giúp các bạn nhiều từ nay trở đi trong việc ứng dụng vào công việc và cuộc sống của các bạn không ạ? Để gì? Đọc vị người khác, thấu hiểu người khác, để giao tiếp và cải thiện cái sự tương tác trong công việc, trong phối hợp đội nhóm hay trong bất kể việc gì kết nối với nhau nó được tốt hơn không ạ? Rồi, các bạn hãy cho ý kiến. Đã. Bạn Nguyễn Cường là phá vỡ sự im lặng của người khác làm thế nào ạ? Có vài cái câu mà bạn có thể phá vỡ sự im lặng. Ví dụ như là nếu là bạn thì chúng ta sẽ hỏi là bạn thấy trong người hôm nay khó chịu phải không? Bạn thấy trong người hôm nay khó chịu phải không? Rồi gì? Người ta vẫn im lặng. Thì câu hỏi tiếp theo. Có phải tôi làm điều gì đó khiến bạn khó chịu không? Đúng ạ. Họ vẫn im lặng. Lại nói tiếp. Có phải bạn đang muốn nói với tôi điều gì đó không? Và thông thường là gì? Hỏi đến câu thứ ba thôi. Có thể hai câu đầu thì họ chối, nhưng đến câu thứ ba thôi thì họ bắt đầu trả lời. Đấy là một cái thế gì à? Ba câu hỏi thôi bạn đã phá vỡ sự im lặng của bạn mình rồi, hai mình rồi. Đấy. Phụ Trần, em nói người bạn sẽ cố gắng, nhưng em làm chưa tới, nên người đó nói toàn hứa, không bao giờ thấy làm. Em phải nói sao? Vậy thì từ nay, đặc biệt là lúc đó thì em bảo là lần này thì tôi sẽ làm và bạn sẽ làm thật. Và nếu như mà gì người bạn đã nói nhiều thế này rồi thì nghĩa là thế này này. Em nói người bạn sẽ cố gắng nhưng em làm chưa tới nên người đó nói toàn hứa không bao giờ thấy làm. Em phải nói sao? Wow. Cái này là một cái kỹ thuật để giải quyết vấn đề của người ấy. Một cái kỹ thuật em phải có năng lực để em giải quyết vấn đề của họ. Bởi vì người này mà toàn nói mà không làm và hứa thì nó liên quan đến vấn đề là cái tính trì hoãn bên trong của họ. Mà tính trì hoãn đó nó thuộc về thói quen. Vậy để phá cái thói quen này nó phải có kỹ thuật để phá. Phá bỏ cái thói quen trì hoãn, thói quen lười biếng. Và thói quen này thì đối với riêng bạn ấy thì bạn ấy sẽ phải chịu những cái kết quả nó không như mong muốn trong cuộc sống của bạn ấy rồi. Còn nếu như em là một người mà muốn giúp bạn ấy thì cần phải có những cái kỹ thuật để gì? Để có thể đập tan trì hoãn giúp bạn ấy. Giúp bạn ấy là hiểu được tại sao cái hậu quả trì hoãn là nó như thế nào. Và em sẽ giúp bạn ấy. Nó thuộc về kỹ thuật chứ chúng ta không thể nói được. Bởi vì cái thói quen nó rất là gì, người ta nói là thói quen rất là khó bỏ, nó được hình thành rất là lâu rồi. Vậy thì chúng ta chỉ bằng lời nói thôi thì sẽ không lay chuyển được vấn đề. Chúng ta phải có kỹ thuật. Chúng ta sẽ gì có một chủ đề khác nói về là làm sao để chúng ta đập tan trì hoãn nhá. Bạn Phụng Trần, bạn hãy gì like vào Facebook của tôi, rồi bạn hãy để lại email, và nếu như bạn cần cái điều này thì chúng ta có thể chia sẻ riêng thêm nữa, để lại email để tôi có thể gì chúng ta có thể tương tác được nhiều hơn, và bạn cần những kiến thức nào thì chúng ta có thể tương tác được với nhau để bạn có ngay.
nếu như cái người bạn này thì thực sự là quan trọng với bạn nhé. Bạn Đặng Đức Thái, làm sao đọc vị được ý của sếp? Ngoài tìm hiểu sở thích thì còn gì nữa? Trời, bởi vì là thế này, tôi thì không cùng phòng với bạn nên không biết sếp bạn đã nói điều gì. Bạn phải cho tôi một cái câu rằng là sếp đã nói những câu nào với bạn thì tôi sẽ đọc vị được những cái câu đấy cho giúp bạn. Thì nhờ đó bạn sẽ đọc vị được ý sếp là thích gì. Thế và chung nhất thì sao? Chung nhất thì sếp thích là nhân viên làm được việc. Đúng ạ. Chung nhất là sếp thích nhân viên làm được việc. Đấy là sếp doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân. Thì chỉ cần gì? Chỉ cần nhân viên làm được việc, hiểu ý thôi. À, nhân viên làm được việc. Thế còn sếp trong gì? À, trong nhà nước thì sao? Thích nịnh. Đấy. Ngoài làm được việc thì còn phải biết nịnh. Thì ok. Tức là nịnh là gì? Đồng thuận nhiều. Sếp nhất nhất bảo gì làm theo đấy. Một là sếp đúng. Điều hai, nếu sếp sai xem lại điều một. Thế là thôi, thế là ok. Đấy, bạn cho tôi vài câu của sếp nói thì tôi sẽ giúp bạn đọc vị được ẩn dưới đó là gì. Rồi, lúc nào bạn em cũng than phiền về việc không có tiền, đúng rồi. Vậy thì Mini Thu, em chỉ cần hỏi thôi. Hỏi lại bạn ấy. Đương nhiên khi bạn ấy than phiền về không có tiền thì đúng là gì? Bạn ấy đang không có tiền thật. Không có tiền thật, đúng không ạ? Vậy thì em chỉ cần hỏi thôi. À, vậy thì theo bạn để có tiền thì nếu bạn biết được thì phải làm gì? Nếu bạn biết được thì phải làm gì? Rồi, khi người bạn đó trả lời thì em tiếp tục là gì? Chờ để đọc vị tiếp cái câu tiếp theo. Ví dụ như là ở bên trên có một bạn vừa nói rằng là người bạn em nói là cố gắng nhưng sau đó lại không làm. Thì đấy. Tức là việc không có tiền là do gì? Người ta có thể trì hoãn rồi lười biếng hoặc là do gì? Do cái năng lực của người ta từ trước đến nay không giao tiếp, không học hỏi phát triển bản thân nên bây giờ là gì? Chỉ có làm một cái việc gì đơn giản ở chân tay thôi. Thế bây giờ mà muốn có tiền thì bây giờ cái xã hội đòi hỏi là yêu cầu cái năng lực nó phải có để đáp ứng công việc, để cho thu nhập nó tốt hơn. Thì bạn ấy lại gì? Lại không có năng lực đó thì bạn ấy sợ. Bạn ấy sợ thì bạn chính bạn ấy đang mâu thuẫn trong mình. Đấy. Mini Thu ạ, à, người bạn của em đang mâu thuẫn trong mình. Mâu thuẫn là gì? Mong muốn có tiền nhưng bản thân mình lại không có cái năng lực để gì? Để đáp ứng cái nhu cầu cái công việc làm ra tiền. Đấy, vấn đề bên dưới là như vậy, em đọc vị bên dưới là như vậy. Vậy nếu như người bạn này là thân với em thì em, nếu mà em thực sự cần phải giúp đỡ bạn này thì em lại phải có cái năng lực để giúp được bạn ấy. Ví dụ năng lực là chia sẻ bạn ấy cái kỹ năng, kỹ thuật, những hiểu biết để bạn ấy có thể đáp ứng cái công việc mà tạo ra thu nhập, tạo ra tiền. Còn nữa không các bạn? Rồi. Rồi, còn 5 phút nữa thì chúng ta sẽ thêm một phần đọc vị nữa là đọc vị qua ngôn ngữ nói. Tiếp nhá, chúng ta đọc vị qua ngôn ngữ nói tiếp theo này. À, đọc vị cái thứ mà gì? Cái kênh gọi là kênh ưu tiên tiếp nhận thông tin trong mỗi người. Kênh ưu tiên tiếp nhận thông tin mỗi người. Tại sao cái kênh mà tiếp nhận thông tin ưu tiên trong mỗi người trở nên quan trọng? Bởi vì khi bạn hiểu được cái kênh này thì bạn truyền thông đúng vào cái kênh đó thì người ta sẽ thích. Người ta sẽ thích nghe. Tức là người ta, một là thích nghe, thứ hai là người ta thấy dễ hiểu hơn, và thứ ba thì người ta cảm thấy là rất là nhanh đồng ý với chúng ta, nhanh đồng ý với bạn. Rồi. Đây ạ. À. Những người thích cái kênh thông tin về hình ảnh, thì cái cách nói của họ dù bất cứ nói về vấn đề gì thì họ cũng nói là tôi trông, tôi nhìn. Đấy. Rất hay không các bạn? Cái người mà thiên về họ thích về hình ảnh, truyền thông bằng hình ảnh. À, tôi nhìn cái việc này nó không có thuận ý. Tôi nhìn cái việc này nó không có cơ hội gì cả. Đấy. Tôi nhìn cái này nó không đấy, họ luôn luôn nói là tôi nhìn, tôi nhìn, tôi trông, tôi nhìn, tôi nhìn, tôi trông.
Đấy. Và các cái ngôn ngữ mà họ tả thì luôn luôn là những ngôn ngữ của hình ảnh. Ngôn ngữ của hình ảnh. Ví dụ như là xanh, đỏ, tím, vàng, sáng, mờ, đen, trắng. Đấy. Rồi cao, thấp, những cái thứ mà nó tạo ra hình ảnh. Đấy. Đấy là cái người mà thiên về hình ảnh. Thế còn cái người mà thiên về gì? Về âm thanh. Thiên về âm thanh. À, thì họ luôn luôn nói là tôi nghe. Ừ. Tôi nghe thấy cái việc này nó không không tốt lắm. Tôi nghe cái việc này thì không có nhiều cơ hội đâu. Tôi nghe thì cái việc này nó thế này thế kia. Họ luôn luôn nói rằng tôi nghe, tôi nghe, tôi nghe. Và gì? Tất nhiên rồi, cái ngôn ngữ mà họ tả cũng luôn luôn thiên về âm thanh, là tiếng to, tiếng nhỏ, tiếng thanh, tiếng trầm, tiếng bổng. Đó. Bạn chỉ cần lắng nghe một chút thôi. Thì khi bạn đã gì? Vài câu các bạn phát hiện ra ngay rồi thì bạn biết ngay là à, hệ của bạn này là hệ âm thanh, và từ đó bạn cũng chọn cái ngôn ngữ là toàn về âm thanh thôi. Hoặc hệ của bạn này là gì? Toàn về hình ảnh thì bạn sẽ nói toàn về hình ảnh cho họ thôi. Đó. Rồi, Phụng Trần, chúng ta sẽ trả lời cái câu của bạn sao? Toàn bị người khác nói, tức là nói móc, nói chỉ trích lại gì? Rồi, ok. Ừ. Chúng ta đang nói tiếp cái phần là chúng ta gì? Tìm cái kênh ưu tiên tiếp nhận thông tin của mỗi người. Đó, cái người mà gì? Thích truyền thông bằng hình ảnh thì họ sẽ luôn luôn nói bằng tôi nhìn, tôi nhìn, tôi nhìn, tôi trông. Cái người mà thích truyền thông bằng âm thanh thì họ luôn nói là tôi nghe, tôi nghe, tôi nghe. Ừ. Cái người bằng cảm xúc ấy, à, thì người ta sẽ nói là sao rồi? Lúc này thì dễ rồi phải không các bạn? À, tôi cảm thấy, tôi cảm thấy, tôi cảm thấy, cảm thấy, cảm thấy. Cảm xúc bên trong. Cảm xúc bên trong. Ừ. Và cái kiểu người thứ tư á, cái hệ thống ưu tiên của họ ấy, là họ thích logic. Logic. Thì họ luôn luôn họ hỏi cái này cái kia, cái này cái kia, vì sao cái này, vì sao cái kia, cái này vì sao cái kia, cái này vì sao cái kia. Đấy là kiểu người logic. Ừ. Vậy các bạn đã thấy, tự chung trong 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta đã chia sẻ với nhau là gì ạ? Ba cái kỹ thuật cơ bản nhất để đọc vị được khách hàng. Ba cái kỹ thuật cực kỳ cơ bản. Đó là gì? Chúng ta thấy họ biến đổi qua nhạy bén giác quan thì chúng ta sẽ biết rằng là à, ngầm bên dưới của họ, tại sao họ lại có cái sự thay đổi với trạng thái cơ thể của họ, biểu cảm khuôn mặt của họ, hơi thở của họ, ánh mắt của họ và làn da của họ, đúng không? Vậy thì chúng ta muốn biết ẩn dưới cái làn da, ánh mắt, biểu cảm của họ đấy là cái gì? Thì chúng ta tiếp tục là đọc ngôn ngữ họ nói ra cùng với làn da, sắc mặt, ánh mắt đấy là gì? Và khi chúng ta lại đọc được cái ngôn ngữ của họ rồi, để chúng ta truyền thông hiệu quả lại với họ, thì chúng ta lại nghe cái họ là người có cái kênh ưu tiên tiếp nhận thông tin nào? Là kênh hình ảnh, kênh âm thanh, kênh cảm xúc hay là kênh logic? Đó. Đó là ba trong nhiều cái kỹ thuật để đọc vị khách hàng tuyệt đối chính xác. Tuyệt đối chính xác. Đương nhiên rồi, và khi các bạn đã có gì làm chủ cái ngôn ngữ giao tiếp nữa, các bạn lại thấu hiểu được gì cái quá trình hình thành và phát triển của một người nó như thế nào, bị ảnh hưởng tác động ra sao để họ có hành vi, thái độ, ngôn ngữ và cái năng lực như hiện tại nữa, thì các bạn càng dễ nói chuyện, đọc vị cũng như là làm chủ cái cuộc giao tiếp với khách hàng hay là với đối tác hay với người thương thuyết đàm phán bán sản phẩm. Ừ. Và tranh thủ một chút ít thôi, bạn Trần Phụng rằng lại em học bị người khác nói móc thì phải nói lại sao thầy? Ừ. Cụ thể là móc chuyện gì thì tôi mới có thể giải thích được với bạn, và cái điều này thì có lẽ là nó sẽ hơi riêng tư một chút, thì bạn message với tôi câu chuyện cụ thể thì tôi sẽ trả lời và chúng ta sẽ cùng trao đổi thì nó tiện hơn với bạn trong việc là cải thiện cái kỹ năng bản thân, được không ạ? Và thưa các bạn, một lần nữa thì tôi sẽ lại khuyến khích các bạn rằng các bạn hãy chia sẻ phần livestream này lên tường của các bạn, rồi chia sẻ đến những người bạn của bạn, những người mà đang gì có cái những công việc như là giao tiếp này, bán hàng này, rồi là đàm phán này, thương thuyết này, giới thiệu sản phẩm này, rồi kể cả những chủ doanh nghiệp họ muốn là đọc vị người khác, thấu hiểu người khác để cái giao tiếp trở nên hiệu quả hơn, tốt hơn, để cải thiện cái không khí giao tiếp, cải thiện cái hiệu quả công việc của họ. Và một lần nữa tôi cũng lại tiếp tục khuyến nghị các bạn là các bạn muốn nhận tài liệu
Cụ thể chi tiết hơn về chủ đề này, đồng bộ với những kỹ thuật sát sườn hơn nữa, thiết thực hơn nữa, thì các bạn hãy để lại email và số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ với các bạn. Đấy. Và để chúng tôi có những cái email nào đó mà các bạn thư không đến nơi thì chúng tôi có thể điện thoại trực tiếp đến các bạn để nhằm đảm bảo rằng những tài liệu thiết thực hữu ích với các bạn này đến được các bạn. Tôi Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer Master Coach thuộc ABNLP Hoa Kỳ. Rất là vui và hào hứng chia sẻ khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy đến với các bạn. Và các bạn nếu có những mong muốn, khát khao để sở hữu những cái công cụ quyền năng của NLP nhằm ứng dụng vào công việc và cuộc sống hiệu quả hơn thì hãy message đến tôi và điện thoại trực tiếp đến tôi. Đấy. Các bạn có thể message đến tôi, điện thoại đến tôi. Điện thoại của tôi là 0936 48 6633. Và đặc biệt các bạn có những vấn đề nó nhạy cảm mà chưa tiện nói ở đây thì tôi sẵn sàng là gì? Rất là cởi mở và tôn trọng quan điểm của các bạn để chúng ta có thể trao đổi bằng những message riêng thì bằng cái những kiến thức của mình, trải nghiệm của mình và những hiểu biết của mình đến mức độ nào đó thì tôi sẽ chia sẻ hết với các bạn để nhằm chúng ta cùng cải thiện công việc và cuộc sống hàng ngày, những cũng như cuộc sống tinh thần của cá nhân cũng như gia đình của chúng ta tốt hơn. Còn bây giờ thì tôi xin phép được dừng buổi livestream ở đây. Là các bạn hãy để lại email để có thể nhận được cái món quà từ tôi. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai bước vào một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Rồi, xin chào.